hồi nãy có chia sẻ là trước khi có mục tiêu chiến lược thì mình cần phải thay đổi cái mindset mình trước. Vậy thì làm sao mình để có thể thay đổi được mindset một cách nhanh nhanh chóng ạ? Trước khi hiểu sâu hơn về tâm trí nè, thì bây giờ hãy nói về cách thay đổi mindset mà tất cả chúng ta đều đã trải qua. Lấy một ví dụ đơn giản nè, làm sao chúng ta thuộc được bản cửu chương? Dạ học đi học lại. Em học đi học lại, em nhắc tới nhắc lui cái bản cửu chương đó. Và đến một ngày kia em thuộc lâu lâu cái bản cửu chương đó. Nên bây giờ chúng ta tính toán, chúng ta nghĩ rằng ô tôi đang tư duy, nhưng không hề tư duy, chúng ta chỉ chạy theo những cái chương trình trong bản cửu chương đó đã đưa xuống dưới thôi, hoặc là những cái toán cộng toán trừ trước đây chúng ta đã làm. Đó là chúng ta tư duy theo thói quen. Từ cái mục tiêu đó nó chuyển thành mindset thì đơn giản là cứ lặp đi lặp lại cái ý tưởng đó. Ví dụ như mục tiêu của công ty bạn là doanh số 10 triệu đô, bạn phải lặp đi lặp lại công ty tôi đạt doanh số 10 triệu đô, giống y chang như bạn học bản cửu chương vậy đó. Lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Bạn chưa học về phía bên trong nên mình sẽ không nói nhiều những cái thứ khác có thể làm cho bạn rối. Chúng ta chỉ cần hiểu những thứ đơn giản, đâu đó chúng ta đã sử dụng rồi đó. Nhưng mà chúng ta sử dụng nó vô thức. Ngày hôm nay với những cái chia sẻ, bạn bắt đầu biết rằng ô đó chính là cách tạo thành mindset. Ngoài công việc bình thường ra, những cái giải pháp mà bên chị đưa ra thì liệu có thể áp dụng cho những người bệnh tật được không? Những người bị bệnh ấy, người ta nói là tôi khỏe mạnh, tôi là người thông minh hay gì đấy nhỉ? Thì liệu người ta có đạt được cái sự thông minh hoặc là sự khỏe mạnh không chị? Khi chúng ta có những cái hiểu biết sâu á, chúng ta sẽ thấy rằng cái này sẽ ứng dụng vào mọi ngóc ngách trong cuộc đời của chúng ta. Sức khỏe của chúng ta cũng xuất phát từ suy nghĩ của chúng ta mà ra. Chúng ta suy nghĩ tiêu cực nhiều thì cơ thể của chúng ta nó sẽ yếu đi. Còn khi các bạn biết chuyển cái suy nghĩ tiêu cực sang tích cực thì tự động cơ thể của chúng ta sẽ hồi sinh. Một ví dụ rất đơn giản để bạn thấy rằng bên trong chúng ta đã có cơ chế tự chữa lành nè. Khi bạn bị đứt tay, ai chữa cái vết thương đó cho các bạn? Không ai cả, đúng không? Tự động cơ thể của bạn sẽ làm liền vết thương đó. Nhưng nếu chúng ta không có hiểu biết thì chúng ta không thể phát huy cái đó lên được. Những cái hiểu biết này nó sẽ ứng dụng vào mọi ngóc ngách trong cuộc đời của chúng ta.